Tập 1. Thức ăn của các vị đây. Được, đa tạ. Đa tạ. Dùng thông thả. Sư phụ, có một chuyện này con không hiểu. Cái Nhiếp đại hiệp là người nước Tần, tại sao ông ấy lại bỏ đi? Nước Tần bây giờ cũng chẳng khác gì một con dã thú cả. Từ mấy mươi năm trước, sau khi hiệp ước hợp nhất 6 nước của nhà Tần thất bại, đã gây ra bao nhiêu oán thù. Giờ nước Tần lớn mạnh nên ra sức hăm hè nước khác. Mà Lã Bất Di đương chính ở nước Tần lại càng là một kẻ nham hiểm gian xảo hơn. Hắn xuôi Tần Trang Dương, đi Ly Giang, Tính Lăng Quân và An Lý Dương, mục đích là làm nước dễ suy yếu. Sau đó lại khiến Trang Dương chuyển sang làm con trai của Triệu Cơ, Doanh Chính làm thái tử. Từ đó làm lung lay trọng thần trong triều, mục đích là bành trướng thế lực chính trị của mình. Ta nghĩ cái đại hiệp cũng vì không muốn ở cùng một nước với loại người này, thông đồng làm bậy, nên mới rời khỏi nước Tần. Còn nhớ là trước đây Gia Gia từng nói, năm xưa nước Vệ ta vì muốn chống lại hiệp ước nên đã liên kết với Tần, nhưng không ngờ lại bị nước Ngụy diệt, trở thành chư hầu của Đại Ngụy. Từ đó về sau, Đại Dương đã bị Tần Dương đầy tới ấp Giả Dương, bị nước Tần khống chế đủ đường. Chuyện xưa trùng trùng, khó tìm được tiếng thở dài. Bây giờ Lã Bất Di nhắm tới việc thống nhất thiên hạ, các nước thì chiến sự liên miên, dân tình thì sống nay chết mai. Nếu như 6 nước không chịu liên kết lại, e rằng chỉ có nước mất nhà tan thôi. Sư muội quả là nữ trung hào kiệt, kiến thức về triều Giả hơn xa người tầm thường. Đương nhiên là vậy rồi. Nếu như muội không phải là nữ nhi thì muội sẽ theo học Gia Gia, cống hiến cho triều đình. Mau ăn đi, ngày mai còn phải lên đường. Dạ. Nè. Đại Dương, đem đi. Người đâu? Khoan đã. Đại Dương không thể làm vậy. Trong lúc Đại Dương đi săn, không thích bị quấy rầy. Có chuyện gì? Đất săn Tây Sơn có luật, bất kỳ người nào săn được vật gì ở đây đều phải trình cho Trương Tĩnh Hầu. Quản được. Con hưu này là đích thân Đại Dương săn được, lẽ nào quyền lực của Trương Tĩnh Hầu cao hơn Đại Dương sao? Một tên tả giật cổ con dám phạm thượng, còn không tạ tội? Di thần cũng chỉ làm theo luật lệ thôi, không hề có ý phạm thượng. Luật của đất săn là chỉ ý của Thái Hậu. tùy đại dương định đoạt. Quả nhân có sở thích cưỡi ngựa săn bắn, nhưng không xem trọng việc bắt con mồi. Nếu Sơn Tây đã có luật, quả nhân sẽ tặng con hươu này cho Trương Tĩnh Hầu. Lý Trọng, đại dương, hồi cung. Khoan đã. Cái Nhiếp, mẹ ơi, con sợ quá. Chờ lão phu tới lấy mạng các người sao? Chạy đi. Các hạ chắc là Cái Nhiếp đại hiệp. Tiểu nữ Công Tôn Lệ. Gia gia của tiểu nữ là Công Tôn Vũ, chính là thống soái bộc dương của nước Vệ. Gia gia đã đưa tiểu nữ và sư huynh lặn lội đường xa tới đây, hy vọng là có thể gặp đại hiệp một lần. Đại hiệp, lão phu nhìn thấy bức thư của đại hiệp ở phủ Ngụy Tương, hay tin đại hiệp rời khỏi nước Tần nên lập tức tới đây, vì muốn đích thần mời cái đại hiệp trở về cùng dốc sức giúp đỡ cho lục quốc. Công Tôn tiên sinh quá khen rồi. Cái mẫu chỉ là một kẻ tầm thường, không thể dốc sức cho lục quốc được. Chuyện của lục quốc không phân lớn nhỏ, cường Tần ép thành, không phân quốc tộc. Chúng tôi biết rõ Cái Nhiếp đại hiệp là người nước Tần, nhưng không đồng mưu với họ. Cái Nhiếp đại hiệp võ công cái thế, nổi danh thiên hạ đệ nhất kiếm. Nếu như Cái Nhiếp đại hiệp đồng ý chung tay kháng Tần, ắt sẽ chấn động lòng người. Danh hiệu thiên hạ đệ nhất kiếm là lời đồn trong giang hồ, không đáng nhắc tới. Công Tôn tiên sinh đã có duyên gặp gỡ ở thành Viên Ung, nếu ông ngăn được ta xuất thành, lão phu nguyện răm rắp nghe theo. Còn nếu không được thì mời tiên sinh về cho. Nhi thần tham kiến mẫu hậu. Thanh Kiều tham kiến thái hậu. Người đâu? Đại dương đến sao không bẩm báo gì? Là con không cho họ vào. Hôm nay mẫu hậu thấy hơi đau đầu. Vừa rồi bảo Lao Ái giúp ta đã thông kinh mạch. Đúng vậy đại dương. Hôm nay đại dương đến đây có chuyện gì quan trọng sao? Bẩm mẫu hậu, lễ nhận mẫu đã chuẩn bị xong. Mấy ngày tới nhi thần sẽ tới Ung Thành. Thanh Kiều cũng đi với nhi thần. Tốt quá rồi. Đại dương luôn trông ngóng lễ nhận mẫu. Mẫu hậu thấy vui thay cho người. Chuyện vui như vậy có vương đệ chứng kiến, tiên vương cũng an ủi phần nào. Gặp được Trương Tĩnh Hầu, quả nhân nhớ trong một chuyện. Sáng nay quả nhân đi săn ở Tây Sơn, săn được con hươu, mới biết là không chỉ ngựa xe trong cung mà cả trò chơi trốn điền giả cũng do Trương Tĩnh Hầu cai quản. Trương Tĩnh Hầu chu đáo tỉ mỉ. Thường ngày đại vương công việc bận rộn, bổn cung giao cho hắn mấy việc nhỏ đó, hy vọng có thể chia sẻ với đại dương. Nếu đại dương thích con hươu đó, thần lập tức cho người đem trả. Không cần. Con hươu rất đẹp. Mẫu hậu ít khi ở Trường Dương cung, hiếm khi mới trở về đây. Quá nhân tặng con hươu này cho mẫu hậu, coi như tân lễ. Tạ đại dương ban tặng. Sư phụ, không hổ là thiên hạ đệ nhất kiếm. Công Tôn Vũ ta hôm nay đành chịu lép vế. Trước giờ cái mổ không xen vào chuyện triều đường, nhưng hôm nay có duyên gặp mặt, có chuyện này phải cho tiên sinh biết. Trước khi tôi đi, thấy đại tướng quân Mông Vũ dẫn binh xuất thành. Nước Vệ là chư hầu của Đại Ngụy. Nếu lần này nước Tần mở rộng đông quận, Ngụy Dương muốn giữ mình, rất có thể phải lấy Bộc Dương làm điều kiện. Hôm nay có duyên, hẹn ngày gặp lại. Bộc Dương gặp nguy hiểm. Tuy tiếng làm càng không biết liêm sĩ, quả nhân không biết phải dùng từ nào để diễn tả họ nữa. Dương huynh, cần gì tức giận vì một tên quan vậy chứ? Tên Lao Ái là phàm phu tục tử ở trong thành Nam, bỗng được đắc sủng, tự nghĩ mình cao sang, không biết cân nhắc. Ai cũng nói Lao Ái chỉ là giả dạng, không phải là hoàng quan thực. Hắn là cận thần của mẫu hậu, có quan hệ nam nữ với người, để tin không? Nếu là thật thì sao chứ? Nếu trị tội tên Lao Ái, người khác biết được, chẳng phải tổn hại thanh danh của thái hậu hay sao? Mẫu hậu có mang tới thanh danh đâu. Mục tiêu bây giờ của Hoàng huynh là đối phó tướng quốc. Cần gì bận tâm chuyện của hậu cung làm gì? Tướng quốc và mẫu hậu liên kết với nhau, chiếm dương quyền, buộc phải ra tay từ hậu cung trước. Tham kiến đại dương. Đại dương, con hươu săn được đã xử trí theo ý của người rồi. Tốt lắm. Lão Ái. Sư phụ, sư đệ, sư muội, ta đã chờ mọi người lâu rồi mà vẫn không thấy tới. Con tưởng mọi người gặp phải quân Tần nữa chứ. Sư huynh à, tình hình ở Bộc Dương bây giờ đã sao rồi? Nè, vào bên trong rồi nói. Dạ được. Khách quan đi thông thả. Xin mời, xin mời. Ăn thông thả. Theo con điều tra được, quân Tần đóng bên ngoài Bộc Dương 10 dặm. Có thể qua đêm nay sẽ cho xuất binh. Cứ từ từ dùng. Thông thả quân thôi. Tần từng xâm phạm nước Ngụy hơn 10 lần. Lần này mang đại binh tới, chắc chắn có chuẩn bị. Chúng chỉ cần lấy được thành Bộc Dương, còn ta sẽ làm soái lĩnh thủ thành, cố gắng chống giặc. Thân Nhi, Kinh Nhi, hai con phụ trách canh giữ hai cửa thành Đông thành Tây, phải giúp đỡ ba tánh ra ngoài an toàn, đừng để họ rơi vào cảnh lầm than vô tội. Dạ. Dạ dạ ơi, vậy con sẽ làm gì? Kinh Nhi, chắc chắn ngày mai sẽ rất hỗn loạn. Nhớ chăm sóc cho Lệ Nhi. Đồ Nhi tuân lệnh. Như vậy thật không công bằng Gia Gia à. Mọi người ai cũng có việc làm hết, còn con chỉ khoanh tay đứng nhìn thôi sao? Gia Gia à, tuy con là nữ nhi nhưng cũng hiểu được nỗi khổ của người dân muốn cứu nước nhà. Đại sư huynh và Kinh sư huynh bảo vệ mọi người xuất thành thì con cũng làm được. Lệ Nhi à, con có lòng yêu nước thương dân, Già Già chưa bao giờ nghi ngờ. Nhưng mà bây giờ quân Tần tràn tới, Bộc Dương lâm nguy, không thể nông nổi được. Con là hậu nhân duy nhất của nhà Công Tôn ta. Già Già chỉ lo là còn lo lắng cho người khác mà lại quên đi an nguy của chính mình. Năm đó cha mẹ đã hy sinh để cho con được sống, bây giờ Gia Gia cũng làm như vậy. Lẽ nào chỉ có thể dùng cách này nhà Công Tôn chúng ta mới duy trì được huyết mạch duy nhất sao Gia Gia? Nước nhà gặp nạn, đương nhiên ta phải bảo vệ. Lẽ nào làm danh hiệp lại quan trọng tới vậy sao? Cả nhà Công Tôn oanh liệt một đời, lập nên đại nghiệp, để còn sống một mình có ý nghĩa gì chứ? Sư muội, đừng nói nữa. Trương Tĩnh Hầu phụng ý chỉ của Thái Hậu, sau khi gả gáy, ung thành tiến hành nghi lễ, làm lễ cho đại vương. Nhưng theo bổn hầu được biết, đại vương đã bị thích sát. Chuyện này bây giờ trong ung thành vẫn còn nghịch đảng là giả vương. Có thật không vậy? Chúng binh nghe lệnh. Bổn hầu đã nắm được lệnh bài điều binh của vương thất, tuyệt không phải giả. Phụng ý chỉ Thái Hậu cho đại quân xuất binh, cùng ta hướng về ung thành, thích sát giả vương, trả thù cho đại vương. Giết! Đã xong lễ nhận mão. tham kiến đại vương. Tham kiến đại vương. Tham kiến đại vương. Tham kiến đại vương. Miễn lễ. Tạ ơn đại vương. Đại vương, bẩm đại vương, Mông Vũ tướng quân đã đánh một dương. Mừng lễ nhận mão của đại vương. Phong lòng quả sơn. Sư phụ, tứ đại cao thủ của nước Tần. Thần nhi, ta phụ trách ngăn phong lòng quả sơn, còn bảo vệ bá tánh lập tức rút lui. Sư phụ, nhưng mà... Đừng vô dự nữa, mau đi đi. Đưa bà ta rút lui. Chạy đi nhanh lên, chạy đi. Rút, rút mau lên, rút mau. Đi mau, rút đi. Lên. Một tên cũng không tha. Giết. Chạy. Không được. Chạy. Báo, có lệnh bẩm báo. Đại vương, binh lính ngoài thành truyền lệnh. Thần đã chứng thực. Nói. Trương Tĩnh Hầu nói vua ở Ung Thành là Giả Vương. Thái hậu đã lập thái tử khác ở Hàm Dương. Hắn dẫn quân binh tiến về Ung Thành, giết chết Giả Vương, bảo vệ quyết thống. To gan, đại vương ở đây lại dám nói năng ngông cuồng. Bây giờ phản quân đang ở đâu? Bây giờ đã tới Mi Thành. Trong tay hắn có lệnh bài điều binh của Thái hậu nữa. Quán được. Trước giờ Thái hậu không can chính, sao hắn lại có lệnh bài điều binh chứ? Người đâu? Lệnh tề, lấy ngọc tỷ của Thái hậu. Đưa ta. Không được, không được mà Lao Ái. Lao Ái, ngươi không thể làm như vậy được. Chính Nhi là con của ta, sao ngươi đối địch với nó vậy? Nếu ta không giết hắn thì hắn sẽ giết ta. Lúc trước Thái hậu thường ở Ung Thành, nơi hoàng giả ở cố đô, để bảo vệ an nguy cho người. Thần đã giao một lệnh bài cho người, nhưng không ngờ hôm nay lại rơi vào tay kẻ gian. Chẳng phải chính khanh đã dâng hắn cho Thái hậu sao? Lý Trọng, có thật. Lấy ngựa. Dạ. Thanh Kiều, theo đại vương giết địch. Bốn vương phải chính ta giết Lao Ái, chết không hết tội. Đại vương tất thắng. 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 Sư huynh. Gia Gia hẹn gặp chúng ta ở đây sao? Không biết bây giờ chỗ Gia Gia sao rồi nữa. Rốt cuộc đã có an toàn xuất thành được không? Trận chiến Bộc Dương, Thành còn người còn, Thành mất người mất. Sư huynh, trả lời muội đi. Sư phụ sẽ không đến đâu. Quỳnh nói cái gì vậy? Sư phụ nói sẽ bảo vệ Thành tới giây phút cuối cùng. Người không muốn muội hy sinh với người, nên kêu ta dẫn muội đi. Sao Quỳnh lại phải gạt muội? Sao lại phải nghe lời Gia Gia gạt muội chứ? Sư muội, đừng mà. Quỳnh tránh ra. Tránh ra đi. Không làm được gì cho sư phụ. Kinh Nhi, con bảo vệ Lệ Nhi an toàn, vậy là được rồi. Gia Gia ráng chịu đựng, con đi tìm danh y chữa trị cho người. Không cần, ta không xong rồi. Lệ Nhi, con nhìn thấy rồi đó. Thiên hạ bây giờ tranh quyền đoạt lợi, kẻ sống người chết. Còn phải nhớ kỹ lời ta, đừng vì chúng sinh mà phải sống vì bản thân mình ta. Dạ dạ. Sư phụ bảo vệ Lệ Nhi. Dạ dạ. Dạ dạ. Dạ dạ. Sư phụ, đừng bỏ rơi Lệ Nhi mà Dạ dạ. Doanh Chính và Thanh Kiều đích thân dẫn binh cho binh lính mai phục trước, đánh bại phản quân Lao Ái. Lao Ái may mắn trốn thoát. Phản quân Lao Ái đã bị tiêu diệt. Giao nộp Lao Ái được miễn tội chết. Giết! Giết! Lệnh ta dốc sức truy nã Lao Ái. Máu hậu. Chính Nhi, ta cũng bị Tĩnh Hầu lừa gạt. Không hề có ý buông đôi lệnh bài điều binh cho hắn. Nhất định con phải tin ta. Người đem tước vị, quyền lực, thậm chí cả ngọc thể cũng dâng cho hắn. Con là đại vương của Đại Tần, lại bị một hoàng hoàng khống chế, để cho người trong thiên hạ chê cười. Lẽ nào những thứ đó cũng do Lao Ái lừa gạt sao? Chính Nhi, con không hiểu đâu. Ta chỉ là một nữ nhân. Chuyện chính trị, chiến tranh, ta thật sự không quan tâm. Ngươi không quan tâm là có thể làm bậy sao? Con không hiểu ta nghĩ gì, đau khổ cỡ nào đâu. Con không hiểu ta cô đơn cỡ nào đâu. Đại vương, đại vương. Bực gì? Bực gì? Đại vương, Thái hậu sủng mái Trương Tĩnh Hầu gây họa đúng là có sai, nhưng Thái hậu vẫn là mẫu thân sinh thành và nuôi dưỡng đại vương. Bây giờ tuy rằng mang tội khi quân, nhưng có ơn phụ mẫu, mong đại vương nương tay. Lã Tướng Quốc, quả nhân gọi khanh là trọng phu. Giang quan Lao Ái nói giả phụ của quả nhân, cộng thêm tiên dương. Nếu luận ơn phụ mẫu, cha của quả nhân nhiều tới vậy sao? Chính Nhi, không được giết tướng quốc. Ông ấy chính là... Câm miệng. Thái hậu dùng binh phản nghịch, không thể là quốc mẫu. Lập tức đã đến đất Ung, cho quân canh giữ. Chính Nhi, đừng đối xử với ta như vậy. Chính Nhi, Bất Nhi, mau cứu ta. Người sống trên đời cô độc một mình, thiên hạ chiến loạn không ngừng. Một nữ nhi yếu đuối không tài cán như con thì có thể làm được gì cho thiên hạ này chứ? Sư huynh ráng đừng nữa nha. Mạnh lên, kéo ta lên đây. Ráng chút nữa. Kéo mạnh lên. Ây da, huynh bị thương rồi. Hôm nay có duyên, ba người chúng ta đứng dưới ánh trăng. Hy vọng ai cũng được bình an khỏe mạnh, tình nghĩa trường tồn, mong thiên hạ thái bình, không còn chiến loạn. Mong ta sớm ngày am hiểu võ thuật, tinh thông kiếm thuật, có thể hành hiệp trượng nghĩa giống như sư phụ, trừ hại cho dân. Ta hy vọng là sẽ trở thành người khiến người khác khiếp sợ. Có vậy ta mới bảo vệ được những người ta muốn bảo vệ. Đại dương, công khanh đã lên điện, mời đại dương thượng triều. Đi.